Xin chào tất cả mọi người, cùng đến với xe 2 thế giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulet bản Luxury. Khi mà sang cuối tháng 1 năm 2024 này, chiếc xe Kia Soulet bản Luxury này nó thay đổi chương trình khuyến mại em nhé. Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 2 thế giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe là 549 triệu. Sang cuối tháng 1 năm 2024 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 532 triệu ạ. Tức là giảm giá sâu hơn so cả thời điểm đầu tháng anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Soulet bản Luxury này giá nội đang là 624 triệu. Còn ở tỉnh thì 593 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 604 triệu. Và ở Tây Minh thì 612 triệu ạ. Còn anh em giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chiếc bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn mấy em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Còn trả góp thì đang là 206 triệu. Tỉnh thì 175 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 186 triệu. Và ở Tây Minh thì là 194 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để có thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí trước đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ok, vậy giờ này em giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulet bản Luxury rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thì hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá, để em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe, tổng dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã cảm ạ.